Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, vẫn là không khí sôi động của những ngày Tết. Bán hàng thì cũng khá là nhiều nhưng mà cũng rất là nhiều cái mối lo hại. Chỉ ngại mỗi đó là những cái mà giao hàng cho các bạn không kịp thôi. Cho nên bây giờ các bạn cứ cố gắng, nếu mà mua được thì cứ cố gắng đặt trước, sau đó là bên mình sẽ cố gắng gửi hàng đến thật sớm cho các bạn để các bạn có thể là có máy dùng Tết các bạn nhé. Thì bên mình vẫn đang gửi hàng ở bên bưu điện, nên bên bưu điện thì họ vẫn đang đảm bảo được cái gọi là thời gian nhận của các bạn, nên các bạn yên tâm. Còn hiện tại ở các đơn vị vận chuyển như giao hàng tiết kiệm hoặc là giao hàng nhanh thì nó đang bị ùn đọng và không nhận hàng nữa đó. Thì các đơn vị khác thì họ cũng đang báo, ví dụ như Viettel Post hoặc là GT các kiểu ấy, họ báo là sẽ tầm 21 âm là họ ngừng nhận. Còn bên mình thì vẫn phục vụ các bạn, có khi đến được tầm khoảng 23 đến 24 âm lịch các bạn nhé. Nên các bạn cố gắng nếu ở xa thì cố gắng đặt thật sớm nhé. Đó, thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Đầu tiên sẽ nói đến, đó là một cây máy hàng zin chất của bên mình, iPhone XR hàng zin Kensabel, pin 87%, bộ nhớ 128GB, máy zin nguyên áp suất, màn hình trắng sáng không ám không lưu hình, bộ nhớ 128GB các bạn nha. Bên mình đang để cho bạn giá thanh lý là 5 triệu đồng này, hàng zin chất nư luôn. Tiếp theo là một cây máy màu đỏ, pin 93%, cây này thì cũng cực kỳ là chất lượng, siêu chất luôn các bạn. Đấy, cái hàng này tất cả đều là bản quốc tế, hàng GIA các bạn nha, GIA tức là hàng Nhật. Đấy, hàng Nhật thì các bạn yên tâm về chất lượng của nó. Những chiếc máy này là nó còn cả hộp cơ, còn cả hộp cả phụ kiện zin đi theo máy, nhưng mà bên mình để lại hộp và phụ kiện bán lại cho các bạn máy trần để cho các bạn mua cho nó dễ. Cây này thì bên mình đang để cho bạn giá là 5.300.000, 5.300.000 các bạn nhé. Đấy, XR 128GB, pin 93%. Tiếp đến đó là một chiếc iPhone 12 Pro Max. Đây là một con máy siêu chất luôn. Đấy, khách VIP nâng đời các bạn nhé. Đấy, nâng đời lên và để lại cho bên mình con này. Mình test rất là kỹ con này rồi, nói chung nó phải đẹp tầm khoảng 99 cho đến cận keng luôn các bạn ạ. Đây, hàng đẹp lung linh, pin 86% các bạn nhé, bộ nhớ 128GB bản quốc tế Mỹ. Đấy, hàng rất là chất nữa, bao cho bạn zin nguyên bản, nguyên áp và quốc tế trọn đời luôn, cho các bạn đi check cửa hàng thoải mái nhé. Pin 86 siêu khỏe luôn các bạn. Đấy, các dòng máy này pin zin của nó thì khỏe lắm. Bên mình đang để cho bạn giá chỉ có 11.500.000 thôi các bạn nhé, máy màu xanh 11.500.000, hàng đẹp 99 cho đến cận keng. Tiếp đến là một chiếc iPhone 14 Pro Max này. 14 Pro Max thì cây này nó là bản quốc tế hàng Mỹ. Đấy, pin của nó là 98%, bộ nhớ của nó là 128GB. Ngoại hình của nó thì là hàng zin đẹp tầm 99%, 98-99% các bạn nhé. Nó có xước phe phẩy rất là nhẹ thôi, nhìn kỹ thì các bạn mới thấy thôi. Đấy, máy màu tím luôn. Con này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 20 triệu các bạn nhá, để cho bạn giá là 20 triệu. 14 Pro Max, máy màu tím. Bộ nhớ 128GB, pin 98% các bạn nhá. Hàng siêu chất luôn. Nó có xước nhẹ một tí ti này đấy, nhưng mà nhìn thật kỹ các bạn mới thấy thôi. Bởi vì các cái dòng máy đời cao này thì bên mình thường là sẽ để cái tiêu chuẩn rất là cao, cho nên nó chỉ cần xước nhẹ cái là bên mình cũng sẽ báo là xước. Đấy, nhưng mà như thế này các bạn đi mua nó sẽ rơi vào tầm hàng 99% các bạn nhé. Đấy, hàng 99%, giá chỉ có 20 triệu thôi. Đấy, bản này nó là bản 2 SIM nhưng mà nó là 2 eSIM các bạn nhé, không có SIM vật lý. Đấy, các máy đời cao bây giờ đều đã bỏ hết SIM vật lý rồi, dần dần họ sẽ quay về eSIM hết. Vừa thiết kế gọn gàng và vừa nhẹ máy các bạn nhé. Đấy, 14 Pro Max bản 256GB, pin 93% VNA, hàng Việt Nam. Hàng này thì có thể coi là hàng đẹp 99 nó đến cận keng luôn. Cái này thì chất hơn. Pin 93%, màn trắng sáng, bản Việt Nam thì có SIM vật lý và eSIM các bạn nhé. Cái này thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 23.900. 23.900 các bạn nhé. 14 Pro Max bản 256GB. Tiếp đến là một cây iPhone 11 Pro Max, máy màu xanh. Cái này thì bản 2 SIM vật lý nhá. Ngoại hình đẹp 99%. Đẹp 99% luôn. Để vào xem pin con này còn bao nhiêu. Ngoại hình rất đẹp, màn rất đẹp, vỏ đẹp.
Con này thì nó là hai SIM vật lý các bạn nhé, bộ nhớ của nó là 64GB, hai SIM vật lý. Cái này thì bên mình đang để cho bạn giá là 9,5 triệu, bản 64GB, hai SIM vật lý, hàng pin zin. Pin con này là 78%, bao cho các bạn thay pin luôn nhé, bao thay pin cho các bạn 9,5 triệu. Tiếp đến là một chiếc Samsung Galaxy S21 Plus, S21 Ultra phiên bản Việt Nam. Đấy, con này ngoại hình của nó thì là hàng zin đẹp luôn, đẹp phải 99% đấy các bạn. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình. Đấy, màn này thì không chê vào đâu luôn. Máy 2 SIM và nó là 2 SIM vật lý bản Việt, hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé. RAM 12, bộ nhớ 128GB, pin 5000, camera zoom 100x, quay video 8K. Bên mình đang để cho các bạn con máy này giá là 9 triệu nhé, 9 triệu, S21 Ultra bản Việt Nam, 2 SIM vật lý. Tiếp đến là bên mình có về được một lô, đó là S20 Plus. Đấy, hàng toàn hàng A, hàng siêu chất luôn các bạn nhé, đẹp gần như máy mới luôn. Docomo này các bạn, đấy, biểu tượng của bên Nhật nhé, nhà mạng bên Nhật. Hàng bên Nhật, hàng của Nhật luôn luôn là hàng chất các bạn nhé, không bao giờ phải lo nghĩ về hàng của Nhật. Đấy, hàng này gọi là hàng đẹp gần như máy mới rồi. Đây, con này nó đang còn. À, áp suất căng đét luôn này, màn trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình nhá. RAM của bộ này là 12GB, bộ nhớ của nó 128GB, chạy chip Snapdragon 865. Đấy, và con này nó đang là chạy một SIM các bạn nhé, chạy một SIM chip quẩy, máy chất. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 4,8 triệu, 4,8 triệu các bạn nhé. Tặng đầy đủ phụ kiện như ốp, như sạc, cũng như là dán màn các bạn. Toàn hàng chất thôi, có một màu thôi, một màu là màu xám này, màu xám nhá. Bên Nhật thì thường thường nó chỉ có đen với trắng thôi, à, nó chỉ hầu như là đều một màu, chứ nó không có kiểu màu lè nẹt giống như các bản Hàn hay bản Mỹ. Đây là kê bản Hàn này, S10 Plus này. Ngoại hình con này thì theo mình nhận định thì con này nó đẹp tầm khoảng 98%, không có cấn móp gì cả, chỉ có xước phe phẩy nhẹ lông mèo thôi. Con này đẹp, màn cũng đẹp. S10 Plus này màu cam, bản 2 SIM. Con này đây, nâng thi thoảng phe phẩy nhẹ thôi. Con này thì đẹp tầm 98% các bạn. Màn này, màn tuyệt vời luôn, màn con này còn chưa fix ảm luôn, trắng tinh. Này, trắng tinh này, không có ám ố gì cả. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Con này thì để cho các bạn giá là 3,9 triệu, một cây duy nhất, máy màu cam, bản Hàn, 2 SIM nhé, bản 2 SIM, 2 SIM vật lý, 3,9 triệu. Tiếp đến một con bản 2 SIM vật lý nữa thì đây nó là cây Samsung Galaxy S21 FE bản Việt Nam, RAM 8, bộ nhớ 128GB, máy còn nguyên cả siêu viền này, giá chỉ có 5,5 triệu thôi các bạn, 5,5 triệu thôi. RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn trắng sáng các bạn nhé, pin khỏe, rất đẹp. S21 FE 5,5 triệu, rẻ ngang với cả lốt 20 rồi các bạn. Tiếp đến là một cái iPhone 12 Pro Max bản 512GB này. Đấy, hôm qua thì có một xanh một vàng, thì đúng thật màu vàng đang nên giảm giá cái các bạn tranh nhau. Đấy, giờ còn màu xanh này, cây ngoại hình đẹp tầm 98-99%, nó xước siêu nhẹ thôi các bạn nhé, xước rất nhẹ thôi. Đây này, xước rất nhẹ thôi. Đây này, đấy, xước nhẹ thôi. Con này nó vẫn được coi là hàng A luôn, pin 93%, đấy, hàng siêu chất. Rồi các bạn mua các máy iPhone mà pin 9X thì rất là hiếm các bạn nhé. Đấy, đây là những cái nô máy mà bên mình mua được từ cái đợt trước, cho nên là nó mới có hàng chất như này, chứ còn để đến bây giờ mua thì không có nữa.
và hôm nay thì bán xong cây 12 Pro Max bản 512GB màu vàng kia, thì lại có khách khác cũng bảo đặt màu vàng 512GB, nhưng mà thực sự luôn tới tầm điểm thời điểm này là mình không dám nhận order nữa rồi. Cái order bây giờ thứ nhất là hàng nó sẽ bị lộ cộ, thứ hai là giá nó sẽ cao ngất ngưởng, không thể nào mua được. Cái này bên mình chỉ còn lại một cây thôi nhé, nên các bạn nhanh tay nếu mà hợp mệnh, hợp màu, thích màu cái là chốt luôn. 12 Pro Max 512GB, pin 93%, máy đẹp, bên mình đang để là 13.700.000, 13.700.000 các bạn nhé. S21 Ultra phiên bản Hàn, phiên bản Mỹ, 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM các bạn nhé. RAM của nó là 12, bộ nhớ là 128GB, chip Snapdragon, áp suất vẫn còn căng đét luôn các bạn nhé. Con này thì kích thước ngoại hình thì nó cũng giống như con bản Việt, nó chỉ khác mỗi là con này nó chạy chip Snapdragon 888 thôi, còn lại tất cả là đều ok như vậy. Đấy. Hàng thì hàng đẹp, có hai màu, đó màu bạc và màu đen. Đây mình đã để cho bạn là 8.7 triệu nhé, hàng A luôn, 8.7 triệu, phụ kiện như nhau. Đây là Redmi Note 12 Pro. Đấy, con máy này là máy ở thế giới di động, còn bảo hành đến ngày 20 tháng 7 năm 2025, vị trí là còn đến 18 tháng nữa các bạn nhé, 18 tháng, máy full hộp, hàng chưa sử dụng đâu, hàng chưa qua sử dụng, có đầy đủ phụ kiện này. Đấy, 12 Pro RAM 8 bộ nhớ 128 này, đầy đủ phụ kiện, cả ốp lưng, cả quay chọc SIM, cáp sạc nhé, sạc 67W luôn, bảo hành 18 tháng. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.500.000 các bạn nhé, 5.500.000. Tiếp đến là Vsmart Joy 3 950k. Con này thì pin 5000, RAM 3 bộ nhớ 32GB các bạn nhé, pin 5000, màn to, pin trâu. Máy này về lướt TikTok, Zalo, Facebook thoải mái các bạn nhé. Tiếp đến là LG G8, G8 Thinh Quy, 2.500.000, hàng zin đẹp, 99%, còn một cây duy nhất, thành lý nốt 2.500.000 nhé. Đây hay cái S10 phiên bản Mỹ này. Đó, bên mình đang để cho các bạn giá là 2.900.000 nhé. Máy màu cam, một SIM, chạy chip Snapdragon 855, RAM 6 bộ nhớ 128GB, một SIM các bạn nhé, màu cam. Và đây là con Redmi Note 11S, 2.800.000 các bạn nhé. Hàng chính hãng thế giới di động luôn, ngoại hình đẹp, 99%. RAM 8 cũng 4GB, bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Pin thì không phải nghĩ rồi, pin và cấu hình bọn Redmi này không phải nghĩ luôn. 2.800.000. Đó là những gì mà bên mình muốn giới thiệu đến các bạn. Đấy, hôm nay bên mình xin kết thúc video ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.